Như vậy là trận đấu đã được bắt đầu. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay trái màn hình của các bạn. Trong khi đó, đội tuyển U23 Palestine sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay phải. Rất tốt, Công Phượng. Một cú sút thẳng của Công Phượng, tuy nhiên bóng đi không chính xác. Vâng, ông Park ngay lập tức có những lời động viên khích lệ đối với Công Phượng. Một pha xử lý táo bạo của cầu thủ Anh Gia Lai. Lệch phải là Duy Mạnh và lệch trái là hậu vệ Bùi Tiến Dũng đang chơi cho câu lạc bộ ở Viettel. Anh Đức rất tốt, được chuyền Công Phượng, rồi sút đi, không được. Treo bóng vào, đánh đâu, không được. Áp sát rất nhanh, Lưu Xuân Trường được chuyền. Rất tiếc là hơi mạnh so với đà di chuyển của Công Phượng. Công Phượng đang hoạt động rất rộng. Những pha đi bóng của Đa Bác rất nguy hiểm. Bóng vẫn trong chân các thủ Palestine. Xuân Trường không thể lấy bóng. Cú sút nguy hiểm. Bóng đi chạy cột dọc, vừa rồi là cú sút của cầu thủ mang áo số 9, Đa Bác. Thể hình cao lớn của Đa Bác khiến cho Xuân Trường và Quang Hải không thể áp sát và lấy bóng. Cú treo bóng của Quang Hải cho anh Đức. Đôi! Không được. Rất đáng tiếc. Người vừa bỏ lỡ là Duy Mạnh. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Thủ môn đội bạn đã băng ra rất nhanh. Ngoài Xuân Trường thì Quang Hải và Văn Quyết cũng có thể đá. Đánh đâu? Anh Đức không được. Trọng tài đã thổi phạt lỗi của anh Đức. Rất đáng tiếc cho Việt Nam. Anh Đức là một trong số 4 cầu thủ trên 23 tuổi được huấn viên Park triệu tập ở đợt tập trung này. Chúng ta cùng xem lại. Giảm nhịp độ của trận đấu. Rất tốt, Văn Quyết. Chuyền vào. Sẽ chỉ có một quả phạt góc cho Việt Nam. Một cách dàn xếp đá phạt góc. Không được. Bóng vẫn còn. Văn Quyết. Sút xa. Không vào. Pha ra chân vừa rồi là của Quang Hải. Trước đó thì U23 Việt Nam đã có tình huống dàn xếp đá phạt góc rất giống với đội tuyển Anh. Văn Thành. Đình Trọng. Rất nguy hiểm. Một cú sút lên trời của cầu thủ bên phía Palestine của U23 Việt Nam trên sân lúc này. Bóng vẫn trong chân cầu thủ Palestine. Rất nguy hiểm. Như vậy là lưới của Đặng Văn Lâm đã tung lên. Một pha không chiến và Đa Bác đã ghi bàn. Cầu thủ mang áo số 9, Ode Đa Bác đã ghi bàn. Một pha đánh đầu vào góc gần và Văn Lâm không thể cản phá. Tỷ số là 1-0 nghiêng về đội khách. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng này của Palestine. Đình Trọng không thể áp sát và cản phá tình huống này. Đa Bác có chiều cao quá tốt. Một cú đánh đầu khó đối với Văn Lâm. Văn Lâm đã bay người hết cỡ rồi. Ngày hôm nay thì Đức Huy không ra sân. Vẫn là Đa Bác.
nguy hiểm. Xuân Trường, Đoàn Văn Hậu, Anh Đức, rất tốt, Văn Quyết, sút đi, không được. Một pha hạ bóng ở chân phải và tung ra cú sút ở chân trái, tuy nhiên thì bóng đi quá nhẹ, rất đáng tiếc cho Việt Nam. Một đường chuyền rất hay của Anh Đức. Đình Trọng mới trở lại sau chấn thương và anh đang lấy lại phong độ của mình. Anh Đức cơ hội, không được. Văn Thanh chuyền vào, Anh Đức đến đâu, không vào, rất đáng tiếc. Văn Quyết, một quả phạt góc cho Việt Nam, không ai kèm, tuy nhiên thì Anh Đức đã đánh đầu ra ngoài, chính xác là thủ môn đội bạn cản phá. Quang Hải, không vào. Trung vệ Bùi Tiến Dũng vừa bỏ lỡ cơ hội, liên tiếp hai cơ hội cho U23 Việt Nam. Rất đáng tiếc. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đường chuyền quá hay của Văn Thanh. Anh Đức đánh đầu trúng cột dọc. Thủ môn đội bạn đã bất lực rồi, tuy nhiên thì bóng lại tìm đến đúng cột dọc. Pha đánh gót ngẫu hứng của Văn Thanh. Công Phượng, Anh Đức sút. Anh Đức đã ghi bàn. Phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1 và Anh Đức đã ghi bàn. Văn Thanh, Công Phượng đã có những pha phối hợp rất mượt mà để Anh Đức ra chân trái tung một cú sút có thể nói là hiểm hóc vào thủ môn bên phía Palestine. Rất tốt. Chắc chắn là bàn thắng này sẽ ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Park Hang-seo. Anh Đức đã ghi điểm trong mắt của huấn luyện viên Park Hang-seo với bàn thắng rất đẹp vừa rồi. Niềm vui của người hâm mộ Việt Nam, lá đại kỳ một lần nữa tung bay trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng của Anh Đức. Công Phượng ghi bàn. Xin lỗi bạn, Công Phượng kiến tạo và Anh Đức ghi bàn thắng. Cú sút rất hiểm hóc của tiền đạo đang chơi cho BKMX Bình Dương. Công Phượng đi bóng quá dẻo, anh vặn sườn hậu vệ đối phương và truyền cho Anh Đức. Anh Đức đỡ lại một nhịp và rất bình tĩnh ghi bàn. Tỷ số là 1-1. Người bà Việt Nam đang thăng hoa. Anh Đức, Công Phượng đang rất trống trải. Công Phượng có thể sút, không được. Một pha sửa lòng có ý đồ của Công Phượng, tuy nhiên bóng đi trên cột dọc. Anh Đức và Công Phượng đang cho thấy sự ăn ý trên hàng công của U23 Việt Nam. Công Phượng, Văn Thanh, rất tiếc là không có ai. Quang Hải, Công Phượng dứt điểm, siêu phần của Công Phượng. Một pha sút bóng quá đẹp của tiền đạo bên phía câu lạc bộ đang chơi cho Hoàng Anh Gia Lai. Siêu phẩm. Bàn thắng này chắc chắn sẽ đem lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. 2-1 cho U23 Việt Nam. Công Phượng quá hay. Lá đại kỳ một lần nữa tung bay trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đường chuyền của Quang Hải. Công Phượng không chế bóng và sút quá đẹp. Một pha hạ bóng đúng tầm chân và tung ra một cú sút quyết đoán của Công Phượng. Rất nguy hiểm, không vào. Tiền đạo bên phía Palestine ra chân rất nhanh, tuy nhiên bóng đi chạy cột dọc. Đó là cầu thủ màu số 10, Youssef. Mohanad Youssef đã vượt qua sự truy cản
của Duy Mạnh. Không, đó là Văn Thanh. Rất nguy hiểm. Bóng vẫn còn. Vẫn là thủ Palestine. Rất tốt. Văn Lâm đã sửa sai bằng một tình huống bắt bóng tốt. Rất tốt, một pha bay bóng quá đẹp của Đặng Văn Lâm. Pha bay bóng vừa rồi đã gia tăng thêm niềm tin cho các cổ động viên Việt Nam. Vẫn là cầu thủ của Việt Nam, Hoàng Minh Tuấn. Chọc khe rất hay cho Hà Đức Chinh. Sút đi. Đẩy bóng hơi dài. Rất nguy hiểm. Một đường lên bóng của cầu thủ Palestine. Tuyến 2. Không vào. Một pha dứt điểm, bóng đi trên cột dọc. Có thể kể đến Nguyễn Tiến Linh, Đỗ Hùng Dũng hay Trần Minh Vương. Rất nguy hiểm. Rất may là tiền đạo đội bạn sút ra ngoài. Đó là Đa Bác. Văn Quyết. Cơ hội ở Văn Quyết. Ghi bàn 3-1. Một pha cửa lòng quá hay của Văn Quyết. Tuy nhiên thì đã có lỗi việt vị rồi. Như vậy là trọng tài chính Muhammad đã thổi còi kết thúc 90 phút thi đấu của trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Palestine. Tỷ số chung cuộc là 2-1 nghiêng về phía U23 Việt Nam. Xin chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã giành được một kết quả tốt trong ngày ra quân Cúp Tứ Hùng.